Sau đây là tin tức về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 9, tại trục đường DH72 thuộc thôn An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, nhân dân phát hiện một tử thi nam giới. Nạn nhân được xác định là anh Ninh Huy Dân, sinh năm 1980, trú tại thôn Võng Phan, xã Tống Trân, huyện Phù Cử. Anh Dân hiện đang là công nhân, đang thi công tuyến đường DH72. Bên cạnh nạn nhân có xe mô tô mang biển kiểm soát 89B147795. Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tiên Lữ phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao tử thi nạn nhân để gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tiên Lữ đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Dân.